Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của AppKobe. Và hôm nay thì Sao Bạc sẽ tiếp tục video giới thiệu cho anh em về tựa game Đấu Thần Tuyệt Thế của ngành Vplay, một con game MMORPG mang chủ đề tiên hiệp huyền huyễn. Trong video lần trước thì mình đã chơi ở cái dạng tân thủ rồi, và các bạn cũng nắm được cái đồ họa và lối chơi của con Đấu Thần Tuyệt Thế này đúng không? Nhìn chung về mặt cơ bản thì con game này sở hữu một cái lối chơi MMORPG rất là quen thuộc, đơn giản, dễ chơi. Được cái là game này đồ họa full 3D đấy, với những cái hiệu ứng rất là đẹp, và nó đáp ứng được đại đa phần cái yêu cầu của anh em thủ về một con game nhập vai cày cuốc có lối chơi đơn giản, không quá hardcore. Thì ở trong video tiếp theo này Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em về các cái tính năng mạnh hóa nhân vật cũng như các một số hoạt động ở trong game này nhá. Mình hiện tại là mình đã cày lên level 172 rồi, nó cũng chưa phải là một cái level quá cao đâu, nhưng mà mình cũng sẽ là cố gắng là giới thiệu cho anh em những cái tính năng đặc sắc của con Đấu Thần Tuyệt Thế này. Thì ở đây chúng ta có phần menu này, các bạn thấy là hầu hết các cái tính năng và hoạt động thì game nó sẽ nằm ở trong cái phần này thôi. Chúng ta sẽ có phần nhân vật đấy, với các cái chỉ số ở đây đó. Rồi chúng ta sẽ có phần tiên vị, thì các bạn thể tăng tiên vị để tăng lực chiến này. Rồi chúng ta sẽ có phần kỹ năng nhân vật đấy. Một cái hạn chế mình nghĩ là cũng khá đáng tiếc ở game này là hệ thống kỹ năng nhân vật thì nó hơi ít, chỉ có 4 kỹ năng như vậy thôi. Rồi chúng ta có tính năng rèn, cái này quá quen thuộc rồi đúng không? Các bạn sẽ cường hóa trang bị lên nhá. Các bạn sẽ cường hóa để tăng lực chiến. Đấy, phần trang bị này rất là quan trọng. Rồi chúng ta có cả khảm đá này, các bạn thể khảm đá đó. Anh em để ấn khảm nhanh thì nó sẽ khảm đá vào. Tổng cộng là các bạn sẽ có 6 ô để mở, và cao nhất là các bạn sẽ cần VIP 7 để có thể mở khóa được cái ô thứ 6 nhá mọi người nhá. Rồi sau này có phần chuyển hóa. Đấy, các bạn thể chuyển hóa trang bị ra. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có phần chuyển chức. Game này thì khá là hay là game này nó sẽ có tính năng chuyển chức, cho phép các bạn là mở khóa thêm chỉ số nhân vật các thứ và đột phá cảnh giới của nhân vật lên. Thì đây chúng ta sẽ có phần chuyển chức cho mọi người nhá. Tiếp đấy là phần tiên linh này, đây là tính năng biến hình đó mọi người. Như mình đã chờ ở video trước, chúng ta sẽ có tính năng biến hình và các bạn cũng có thể nâng cấp lên. Rồi có linh võ này, rồi xuất chiến. Sau này tối đa thì các bạn có thể cho được 3 tiên linh ra trận. Rồi chúng ta sẽ có phần thời trang. Đây, đồ thời trang game này thì không chỉ đẹp đâu mà nó còn tăng lực chiến. Bao gồm đó là tiên dực, tức là cánh. Đây, cánh của nhân vật các bạn có thể tăng cấp lên nhá. Rồi pháp bảo này, thần võ này, tiên sủng. Đấy, nâng cấp lên và cũng thay đổi hình dáng cũng như là tăng lực chiến. Đấy, mình sẽ cho anh em xem. Rồi chúng ta có phần linh kỵ và thú cưỡi. Đấy, rồi các bạn có phần ngoại hình thì các bạn thể thay đổi trang phục. Và trang phục này thì nó cũng có cộng chỉ số cho mọi người nhá. Chúng ta sẽ cộng các chỉ số như là sinh lực, công, phòng thủ, phá giáp, tăng sinh lực. Bao gồm là thời trang này, vũ khí này, quang hoàn, rồi tiên dực tức là cánh đấy anh em, pháp bảo và thần võ. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều thời trang, rồi chúng ta có phần trang điểm mặt nạ cho nhân vật này, rồi chân sủng. Đấy, rất là đẹp và dễ thương, có những cái con chân sủng rất là đẹp và dễ thương luôn đấy anh em ạ. Đây con này thì rất là ngầu này. Rồi đẹp nhờ. Rồi có phần thú cưỡi nhá. Đây, rất là ủa rồng hai đầu đẹp này. Thú cưỡi thì mình thấy là không quá nhiều đâu nhưng mà nó ngầu thật, nó chất thật. Đấy, rất là đẹp. Oh, có phi thuyền luôn. Rồi chúng ta sẽ có phần hồng mộng này, là các bạn sẽ sưu tập các cái bộ, nó là set đồ anh em, bao gồm là thú cưỡi, áo, vũ khí, cánh và pháp bảo, thì nó sẽ kích hoạt cái kỹ năng bộ đồ này ra rất là mạnh nhá. Đấy, game này thì ít kỹ năng môn phái nhưng mà nó sẽ có thêm rất là nhiều kỹ năng hỗ trợ, kỹ năng biến hình các thứ. Thì có cái phần hồng mộng này là các bạn sẽ phải sưu tập đủ các set đồ, bao gồm là thú cưỡi, áo, vũ khí, cánh và pháp bảo, thì nó sẽ kích hoạt lên rất là ngầu luôn, đẹp dã man luôn. Rồi chúng ta có phần thành tựu, cái này thì chắc là lướt qua thôi. Thu thập trang bị, cái này cũng quen đúng không? Các bạn sẽ thu thập các cái set trang bị thì các bạn sẽ kích hoạt lên. Đó, nó sẽ thay đổi ngoại hình của nhân vật cũng như là cộng thêm các chỉ số, tổng cộng là 8 món nhá. Rồi chúng ta có thêm một phần nữa là phần ngũ hành này, cũng để tăng cấp lên. Đó, chúng ta sẽ có thuộc tính ngũ hành. Tiên nữ là kết hôn thì chưa mở, level 180 mới mở cơ. Rồi trong phần chợ này các bạn mua bán các cái trang bị vật phẩm. Tiếp đấy là chúng ta có phần chiến văn, cái này cũng rất là quen thuộc thôi anh em. Đó, các bạn thể khảm các cái loại chiến văn này vào. Đấy, game thật ra thì game nó cũng rất là dễ chơi thôi, và các bạn có thể tăng cấp chiến văn nhé, nâng cấp chiến văn lên lên. Đấy, để tăng lực chiến cho nhân vật. Sau này có thể cái chiến văn mà các bạn không dùng đến anh em có thể phân giải này, rồi đổi này hoặc là ghép. Đó. Rồi xem nào, thân phách này chưa mở này, kết nghĩa. Cái này là kết nghĩa, các bạn có thể kết nghĩa cùng với người chơi khác nhé, rất là hay. Rồi hồn binh, tính năng hồn binh, các bạn có thể mình chưa có hồn binh thì mình chưa lắp vào được. Rồi cái gì nhỉ? Dị thú sơn hải. Cái này khá là hay, nó là các cái thẻ quái vật ấy, các bạn sẽ kích hoạt lên. Đây mình sẽ kích hoạt lên và nó cũng sẽ cộng thêm lực chiến và các bạn để nâng cấp nhá. Đấy, nâng cấp các cái thẻ này lên, nâng sao này, bắt là 5 sao. Rồi chúng ta sẽ
đầy toàn những cái con thần thú ở trong thần thoại đâu anh em ạ, rất là đẹp và ngầu luôn. Và cái Sơn Hải dị thú này các bạn sẽ đi sưu tập, nó là những cái tấm thẻ bài các bạn sưu tập ấy, và các bạn kích hoạt lên thì nó cũng cộng cho các bạn lực chiến nhá, cộng rất là nhiều lực chiến luôn. Rồi có phần đề xuất đấy, là góp ý cho nhân vật. Rồi đây là phần tông môn này, các bạn có thể có rất là nhiều hoạt động như kiểu là thí luyện tông môn này, tranh bá tông môn này, bảo vệ tông môn này, dạ yến tông môn, phát lì xì, treo thưởng. Rồi một số hoạt động như kiểu là đây, thí luyện tông môn như mình vừa nói là các bạn có thể khiêu chiến boss các thứ. Có phần tranh bá, đấy, các bạn để vào chiến trường và kiểu bác chiến đấy anh em, rất là hay. Đấy, rồi phúc lợi này, cái này thì chúng ta có lì xì này, ngũ vận linh mạch là cái phần kỹ như kiểu là cái này không phải kỹ năng băng, cái này mình không thể có kỹ năng băng hội nhỉ. Rồi có phần thần kỹ này cũng chưa kích hoạt luôn, cái này ghép đồ nhá. Đấy, rồi chúng ta sẽ có một số hoạt động. Về cơ bản thì phần nâng cấp nhân vật này mình chưa mở hết đâu, game còn rất nhiều tính năng nhưng mình chưa mở hết, nhưng mà cũng khá là nhiều đấy. Rồi chúng ta có phần so tài này, chúng ta sẽ có phần đấu trường. Đây, các bạn để khiêu chiến với người chơi khác. Ví dụ mình sẽ vào khiêu chiến nhá. Cái đấu trường này là đấu trường xếp hạng, và các bạn hạng càng cao thì thưởng mỗi ngày sẽ càng nhiều. Anh em phải bỏ qua nhanh chiến đấu được. Đấy, chúng ta có thể phần xếp hạng này, bỏ qua này. Đây, có thưởng xếp hạng này, và các bạn có phần cửa tiệm thì các bạn đổi các cái nguyên liệu. Đây, các cái mảnh chiến thần lữ bố các kiểu thì các bạn để đổi ra nhá. Tiếp đấy là chúng ta sẽ, mình sẽ ra ngoài này. Chúng ta sẽ có ở trong phần so tài này này, nó sẽ còn thêm một cái phần nữa là phần luận đạo. Cái này là hoạt động như kiểu là các bạn đi PvP ghép cặp ấy. Đấy, nó sẽ diễn ra vào từ thứ hai thứ năm vào lúc 20:30. Rồi so tài đỉnh cao cũng là kiểu ghép cặp leo rank. Đấy, cái này leo rank nhá, và theo tổ đội 3 người, các bạn sẽ tạo một tổ đội 3 người và đánh theo cặp theo tổ đội. Đấy, 3 người và nó sẽ mở vào thứ ba thứ sáu vào lúc 20:30. Thì đây là phần PvP ở game này. Rồi chúng ta có phần hệ thống phó bản. Phó bản thì bao gồm là các phó bản để đi các bạn phó bản đơn, phó bản tổ đội nhá. Để các bạn kiếm XP này, kiếm nguyên liệu nâng cấp tiên đồng, tiên sủng, tiên linh, thần phách. Tổ đội nó cũng tương tự như vậy, kiếm trang bị rồi mình sẽ khiêu chiến, chúng ta sẽ ghép đội. Đấy, các bạn để ghép đội nhá. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị và vào. Đấy thì đây là phần phó bản. Thật ra cái phần phó bản này thì nó cũng không đòi hỏi quá nhiều đâu, chủ yếu là đây mình sẽ treo máy và các bạn sử dụng các cái bình XP để lên cấp nhiều hơn ấy. Đấy, các bạn cố gắng được VIP 3 chẳng hạn thì anh em sẽ, hoặc là VIP cao hơn thì các bạn sẽ nhận được thưởng đặc quyền nhiều hơn. Đây, cho anh em xem lại kỹ năng này, rất là đẹp. Phải nói là cái phần con game đấu thần tuyệt thế này, cái phần hiệu ứng kỹ năng ấy, nó làm đẹp dã man luôn ấy. Mình không có gì để chê phần hiệu ứng kỹ năng của game này. Đấy, thì đây là phần phó bản nhé mọi người nhá. Rồi bộ thí thiên hạ này, cái này cũng là set đồ anh ạ. Đấy, những cái set đồ này mình không biết kiếm ở đâu, làm sao để mở khóa ta. Ồ, chắc là phải đi săn boss hay gì. Ui, đẹp nhở. Phải nói phần trang bị game này nó làm rất là ngầu nhá. Ở đây phần phúc lợi chúng ta sẽ có quà đăng nhập các thứ. Rồi quà cấp này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có quà VIP ở đây thì các bạn có thể nhận thưởng quà VIP. Đấy, rồi các bạn điểm danh. Thị thần. Cái này cũng là một cái tính năng đây, mình chưa đọc tìm hiểu. Thị thần có linh khí ngũ hành, thu thập đủ linh khí có thể cùng thuộc tính có thể kích hoạt thị thần. À, các phải thu thập ngũ hành rồi. Đấy, cũng là một cái để tăng lực chiến cho anh em này. Rồi có phần lịch luyện. Cái này là tính năng treo máy AFK nhá. Game thì cũng tích hợp tính năng treo máy AFK thì các bạn ngay cả khi các bạn offline thì nó cũng nhận thưởng tài nguyên cho mọi người. Đấy, đây phần phó bản này mình đã giới thiệu rồi. Chúng ta sẽ có phần hoạt động hàng ngày. Đây là cái bảng hoạt động hàng ngày, rất là nhiều hoạt động luôn, chơi các bạn chơi cả ngày luôn. Đấy, thì các bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày ở đây. Đây chúng ta có phần lịch hoạt động này, chủ yếu là sẽ vào buổi trưa 11 giờ 12 giờ, hoặc là các bạn thể chơi vào buổi tối nhé. Ví dụ hộ tống này thì diễn ra 20 giờ 12 giờ hoặc là 21:30 này. Đấy, và chủ yếu là các hoạt động nó sẽ diễn ra từ lúc buổi tối từ 19 giờ đến 20:30 bắt đầu. Thì mình nghĩ là cũng rất là hợp lý, bởi vì là chủ yếu anh em sẽ chơi game vào buổi tối. Đấy, game nó rất là tiện luôn, game rất là tiện luôn anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt động. Ví dụ như hôm nay thứ bảy thì chúng ta sẽ có tranh bá tông môn này, long mạch tiên này, bảo vệ tông môn, đăng tiên trường. Đấy, rồi hộ tống x2. Đấy, thì các bạn có thể đi các hoạt động hàng ngày ở đây. Đấy, nhiệm vụ hàng ngày này thường thì anh em sẽ đi làm như vậy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hoạt động liên server. Đấy, chúng có vực thiên ma này, chiến trường thượng cổ này, cửu tầng yêu tháp này, tiên linh thần vực này, luận đạo phong thần. Game nó rất là nhiều hoạt động liên server nha anh em nhé. So tài đỉnh cao, tranh bá tông môn là liên server hết. Rồi tinh đồ bát hoang, tranh bá tinh đồ, long mạch tiên thành, toàn
toàn là kiểu liên server thôi anh em ạ. Đây có bảng server thế giới này, ở đây mình đang đi phó bản mình chưa ở đây. Mình sẽ ra ngoài nhá. Rồi, vừa đi được cái phó bản XP để giới thiệu cho anh em thôi. Thật ra thì nó cũng khá đơn giản. Đây, chúng ta có phần mình sẽ thoát đội. Cái server thế giới này thì level 250 mới mở cơ. Rồi chúng ta có phần ma vương này là săn boss này anh em này. Đấy, các bạn có thể trang bị. Đây, các bạn để khiêu chiến boss nhé mọi người nhá. Đấy, tùy vào cấp độ của các bạn thì các bạn thể khiêu chiến boss ở đây. Đây, mình sẽ đi đánh boss. Đồ đỏ là đồ cao nhất ở trong con game đấu thần tuyệt thế này và nó sẽ chia theo bậc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5. Cái này quen quá rồi đúng không? Đây, chúng ta sẽ đi săn boss này. Đó, nói chung là game nhập vai thì các bạn thích nhất là săn boss này, rồi PK các kiểu thì các bạn để yên tâm là con đấu thần tuyệt thế này nó đáp ứng đầy đủ với anh em rất là nhiều tính năng hoạt động. Đấy, có cả nhận quà này, nhận xét trang bị các thứ, đăng nhập nhận quà. Đấy, chúng ta sẽ nhận quà, trang bị ngay, dùng ngay. Đấy, đồ nào chưa có thì anh em phải lấy đồ, rồi kích hoạt rất là nhiều phần quà. Nhìn chung thì con đấu thần tuyệt thế này thì nó sẽ chơi rất là dễ thôi, nhưng mà nó nhiều tính năng nên các bạn phải chơi phải có một cái quá trình trải nghiệm để có thể nắm được cái cách để phát triển nhân vật của mình ấy. Đấy, phó bản này các bạn sẽ để ý hàng ngày đi phó bản này, rồi đi tinh đồ này là như kiểu là đi các bạn đi khiêu chiến. Đây, nhiệm vụ mỗi ngày hoàn thành làm nhiệm vụ ở trong cái phần tinh đồ hệ thống bản đồ trong game này này. Đấy, rất là nhiều hoạt động. Đấy, mình đang săn boss anh ạ. Boss rất là trâu, một mình đánh luôn. Dã man thật. Rồi thu thập trang bị, set đồ lên. Đấy, rồi rất là nhiều tính năng, thật sự là game rất là nhiều tính năng anh em nhá. Game nhiều tính năng dã man luôn. Và tất cả nó sẽ nằm trong đây hết rồi thì các bạn có thể dễ dàng nắm nắm được cái cách để có thể vượt tham gia hoạt động các thứ ấy. Đấy, game nó hướng dẫn rất là nhiều cái tính năng hay ho. Nhìn chung thì con đấu thần tuyệt thế này không, mình thấy là rất là phù hợp với những bạn nào thích dạng game nhập vai cày cuốc, lấy đề tài tiên hiệp huyền huyễn. Đấy, game có đồ họa đẹp và lối chơi rất là nhiều tính năng, rất là đa dạng, đặc biệt là rất là nhiều tính năng liên server nhé mọi người nhá. Đây, game rất là nhiều tính năng liên server luôn. Cái này thì mình chưa thể trải nghiệm hết được vì mình cũng khá là yếu, nhưng mà thực sự là trong suốt một thời gian qua mình chơi thì game nó rất là nhiều tính năng, thực sự là rất là nhiều tính năng em nhá. Thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn thể tải con đấu thần tuyệt thế này trên Google Play App Store nhé. Game nhà phát hành Vplay phát hành tại thị trường Việt Nam. Đơn giản vậy thôi. Thì đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng mà mình muốn giới thiệu, nhưng mà sẽ có một số hoạt động mình chưa mở ra ấy. Đấy, phó bản này, chúng ta sẽ có đi phó bản này thôi. Vào khiêu chiến. Rồi 14 ngày đăng nhập nhận quà này. Rồi các hoạt động hàng ngày ở đây rất là nhiều. Ví dụ như là mình có thể đi vận tiêu các thứ nhỉ. Cái vận hộ tống linh thú này thì nó sẽ có khung giờ nha mọi người, x2 thưởng ấy. Thì các bạn nên đi vào khung giờ buổi trưa, buổi tối thì nó x2 thưởng thì các bạn sẽ nhận thưởng nhiều hơn. Đấy, đây. Ok, nó sẽ đi làm mới phẩm chất này. Và chúng ta sẽ hộ tống. Đấy, được x2 là khung giờ là từ 12 giờ đến 13 giờ và 21 giờ 30 đến 22 giờ sẽ được x2 phần thưởng. Thì đại loại thì các bạn sẽ đi hộ tống thôi, như kiểu vận tiêu ấy. Đấy, rất là hay. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sáu Bạc nhé. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoB của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye! Chỉ độc quyền ở AppCoB, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.